Chàng trai cầm điếc này may mắn sống sót sau hậu tận thế, nơi cả xã hội đã sụp đổ và con người phải đấu tranh để tồn tại. Tuy cả gia đình của anh đã bị một tập đoàn sát thủ sát hại thảm khốc, nhưng bản thân cậu lại nhận được sự trợ giúp từ một võ sư vĩ đại. Dưới sự huấn luyện của sư phụ thì Boy đã trở thành một chiến binh tàn nhẫn với mục tiêu trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Ngay từ nhỏ, nam chính đã được sư phụ thu nạp làm đệ tử rồi huấn luyện từng bước một. Với thân hình nhỏ nhắn mà phải đẩy những hòn đá to cao hơn cả bản thân mình dưới môi trường khắc nghiệt, chưa bao giờ ý chí trở thành cao thủ đệ nhất trong cậu bị dập tắt. Ngoài ra, Boy còn có một cô em gái nhỏ và cậu luôn nhớ những ký ức đẹp. Tuy nhiên, cũng vì hệ lụy của trận thảm sát năm xưa mà Boy và em gái đã lạc mất nhau. Từ ngày theo tầm sư học đạo thì cậu được sư phụ dạy dỗ huấn luyện những chiêu thức từ cơ bản đến nâng cao. Cho đến khi lớn lên, cậu trở thành một chàng trai cao to khôi ngô tuấn tú, chuẩn soái ca của biết bao nhiêu chị em. Cậu càng tự tin mình đã trở thành cao thủ có thể đánh bại mọi đối thủ. Thế nhưng chắc chắn cậu không thể thắng một người, và đó là sư phụ. Sở hữu một cơ thể săn chắc nhờ những năm tháng rèn luyện không mệt mỏi, cậu càng có một ước nguyện, đó chính là đánh thắng người đã cưu mang mình. Nam chính tiếp tục tập luyện bắn súng trong rừng sâu. Với công sức khổ luyện hàng ngày cùng với sức trẻ của trai mới lớn, quả thật vào trận solo cùng sư phụ thì Boy đã áp đảo hoàn toàn. Nhưng vì một phút lơ là khi nhìn thấy hình ảnh em gái mình nên Boy đã để tình thế bị lật ngược. Tâm chưa tịnh thì làm việc gì cũng thất bại. Do đó, sư phụ bảo cậu vẫn chưa sẵn sàng và cần phải ngồi thiền niệm Phật để có thể luyện được sự tập trung, để dù có bất trắc xảy ra cũng sẽ không bị sao nhãng. Tuy nghe theo lời thầy nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc này, bóng dáng của cô em gái lại luôn xuất hiện trong đầu Boy. Một hôm cậu kéo xe ra chợ bán rau thì được một cô em xinh tươi tặng cho một nhánh hoa. Cậu tươi cười vui vẻ nhận, nhưng lúc đó đột nhiên có một nhóm nam nữ cầm vũ khí tới quậy phá. Nghe đầu chúng rất hay bắt nạt những người yếu thế đem về để phục vụ cho mục đích giàu xa. Cậu thấy tên đầu hói trông man rợ quen quen. Đây chẳng phải là tên đã sát hại gia đình mình sao? Một tên mặc đồ có vẻ lịch sự hơn đứng lên phát biểu, nhưng cũng chẳng tốt lành gì cả. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Một cô gái đứng gần đó không chịu được cảnh này đã xông lên đòi công bằng. Thế nhưng cô lại bị tên cầm đầu bắn cho một phát bay màu luôn. Cảnh tượng dã man đó đã khiến người dân hoảng loạn. Bọn tay sai lập thành một vòng tròn, rồi một người đàn ông khác lọt qua được khe hở cầm rìu xông lên để chống trả. Ai ngờ lại bị chém cho tơi bời hoa lá, và lúc này chúng bắt đầu chơi trò tàn sát mọi người ở đây chẳng khác gì một lũ man rợ. Thấy tình cảnh như thế khiến nam chính không chịu được liền đòi ra mặt cho chúng một bài học, nhưng sư phụ cản lại vì sợ cậu bị lộ danh phận. Xác của những người dân vô tội nằm đầy rẫy trên đường, còn bọn man rợ kia vẫn thản nhiên như đi chợ. Nhìn cảnh tượng này làm nam chính không thể chấp nhận được nên đã bỏ mặc sự can ngăn của sư phụ. Anh chạy băng qua từng ngóc ngách rồi lèn chui vào cốp xe của bọn ác bá, và rồi chiếc xe ấy đã dẫn anh đến căn cứ của chúng. Lúc này anh nghe lén được cuộc tranh cãi của một người phụ nữ mặc váy đỏ. Bà ta có vẻ quyền lực khi muốn bẻ lái dư luận vấn đề sát hại người dân. Đột nhiên bóng dáng hình ảnh em gái lại xuất hiện trước mắt. Boy tự nhủ chỉ là ảo ảnh và chỉ là tưởng tượng mà thôi. Anh núp sau một cái thùng âm thầm theo dõi rồi phát hiện ra bọn ác ôn này đang nghiên cứu lắp ráp vũ khí. Đúng lúc này đột nhiên cô em gái ở đâu chạy ra trước mặt chúng. Boy vì lao ra cứu em gái theo phản xạ nên bị chúng phát hiện đuổi theo. Không ngờ một lần nữa ảo ảnh người em thân thương lại xuất hiện khiến cậu rơi vào nguy hiểm. Rất nhanh sau đó nam chính đã bị phát hiện, ăn vài cú đấm nhưng Boy vẫn giữ được phong độ. Anh nhào lộn né đạn rồi nhanh tay nhặt một khẩu súng. Tuy nhiên đó lại là một khẩu súng hết đạn thế mới cay. Nhớ lại lời dạy dỗ của sư phụ giúp, cậu tiếp tục ra đòn thể hiện võ công cao cường đã được tập luyện kỹ càng. Ấy vậy mà lại có thêm hai tên lính nữa xuất hiện. Bọn chúng vẫn cố chấp xả súng liên tục vào người cậu thì bất ngờ có một gã lạ mặt ném CH một khẩu súng. Thì ra đó là ba sông một thanh niên cũng bị bắt giữ và rất muốn được Boy cứu thoát ra khỏi đây. Hiểu ý nên Boy bắn vào xích rồi cho thêm một phát nữa vào đầu tên lính giúp ba sô lấy lại tự do. Sau sự phấn khích của ba sô làm màn một mình chấp hết của nam chính, cuối cùng anh cũng đã hạ hết bọn lính lác lâu la. Và rồi đây mới là đoạn gây cấn nhất vì tên trùng cuối đã xuất đầu lộ diện. Boy có phần khinh địch, chưa hiểu đối thủ như thế nào đã vội tấn công để rồi nhận cái kết đắng. Bởi đối thủ của cậu không phải một kẻ tâm thường và hắn quái dị đến nỗi có thể co giãn cơ thể không khác gì lò xo. Cuối cùng hết cách nên nam chính đành vận dụng hết mọi sức lực của bản thân. Không ngờ đòn knock out này lại có thể tiêu diệt hắn ngay tại chỗ. Paso cảm thấy hứng thú khi chứng kiến thân thủ của Boy qua trận chiến vừa rồi. Chưa kịp ăn mừng thì từ đâu lại lòi ra một tên thích khách khác. Hắn ta cũng chỉ có một ý định duy nhất là cố lấy mạng nam chính. Đúng là dân chơi không sợ mưa rơi và đáng lẽ hắn phải biết sợ mà tẩu đi. Ở lại làm gì để bị ăn hành lên bờ xuống ruộng. Không moi được thông tin gì của gã này nên Paso cho hắn đăng xuất ngay lập tức. Sau đó người bạn mới này dẫn Boy đến một căn phòng và gặp một nhóm người lạ mặt. Nam chính suýt lại đánh nhau vì tưởng là kẻ thù nhưng không phải, vì thì ra họ là đồng bọn của Paso.
Mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng nhìn mặt có vẻ rất buồn và chắc là đang thông báo một tin xấu. Baso giới thiệu với mọi người nam chính là một vũ khí bí mật có võ công siêu tuyệt đỉnh không ai có thể qua mặt được. Họ bắt đầu bàn kế hoạch cho thời gian sắp tới trong khi một mình Boy ra ban công nhớ lại những ký ức về gia đình của mình. Kế hoạch được đề ra rất chu đáo nhưng Boy và họ lại bất đồng ngôn ngữ. Do vậy từ giây phút này cuộc đời của Boy lại phó mặc hết vào Baso. Mọi người chuẩn bị giáp súng đầy đủ kỹ lưỡng sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Boy cải trang thành đầu bếp cùng với người em gái trong trí tưởng tượng. Cậu ăn thử một miếng bánh thấy ngon nên ăn hết luôn cả đĩa. Thấy đối thủ ngay trước mắt làm anh không kiềm được cảm xúc liền đi vào nhà bếp để tiến hành thực hiện hành động. Những tên đầu bếp thấy vậy rút vũ khí ra nhưng đều bị Boy xử hết trong vòng một nốt nhạc. Tiến vào bên trong phòng ăn rồi anh chém đăng xuất mục tiêu nhưng lại chém nhầm người khác. Thì ra gã hói thuộc hạ của bà trùm đã đoán trước sẽ có chuyện xảy ra nên chuẩn bị sẵn kế hoạch trả thù. Hắn ra lệnh cho mọi người ngồi yên tại chỗ. Nhân lúc hắn nói nhảm thì Boy đã nhanh tay lấy được khẩu súng và khống chế gã ta. Nhưng tình thế lại không được như ý muốn. Từ phía sau Boy bị tấn công bởi một nữ thuộc hạ khác. Gã đầu hói chớp cơ hội liền lẻn đi chỗ khác để cho nam chính chiến đấu với nữ sát thủ. Cô ta cũng là một người võ công cao siêu như cậu. Phải nói là so về kỹ năng thì quả thật người tám lạng người gần 800 gram. Lúc này nam chính đánh bay mũ của nữ sát thủ và bất chợt nhìn thấy gương mặt thật ấy. Hình dáng của người em gái lại xuất hiện khiến anh mất tập trung. Kết quả anh lại bị đánh trả ngã xuống tầng dưới rồi bất tỉnh nhân sự. Giật mình tỉnh giấc thì anh phát hiện mình đã bị giam giữ trói cả chân cả tay. Vì bẩm sinh từ nhỏ bị câm điếc nên anh không thể nói được. Mọi hình thức tra tấn mọi thông tin từ anh đều trở nên vô nghĩa. Nhưng tên đầu hói này đối xử với Boy khá nhẹ nhàng. Thậm chí còn kể chuyện cho anh nghe và còn mời anh hút thuốc. Dù vậy nhưng Boy vẫn nhất quyết không nhận bất cứ ân huệ nào. Lúc này có người đột nhiên xông vào thì gã hói lại giả vờ đang hành hạ Boy. Bà trùm bề ngoài thì xinh như hoa nhưng bên trong lại vô cùng thâm độc. Bà thoa son lên môi của Boy rồi sai người đưa anh lên xe để chuyển đến một địa điểm khác. Mặt khác, nữ sát thủ từng giao chiến với nam chính bắt đầu tranh cãi với bà trùm. Sau khi đến nơi thì nam chính bị đưa lên sân khấu ra mắt trước bàn dân thiên hạ. Khán giả ngồi lấp hết chỗ, thậm chí còn bị phát sóng trực tiếp khắp nơi. Một người phụ nữ bước ra từ những ánh hào quang theo tiếng cổ vũ hò hét của khán giả quần chúng. Bà bắt đầu đọc kịch bản chạy trên màn hình có sẵn rồi nói về những vấn đề dìu dắt dư luận. Nhưng rồi đột nhiên kế hoạch của bà đã bị nam chính hủy hoại bởi những lời nói đanh thép. Trái ngược so với những gì bà đã chuẩn bị sẵn trước đó, người phát biểu lập tức dùng bạo lực để trấn áp dư luận. Thế nhưng mọi thứ dường như không còn kiểm soát được nữa. Lúc này bà váy đỏ mới bước ra lộ diện để cứu vãn kịp thời và cho bắt đầu chương trình hành hạ người trên sân khấu. Thì ra những người dân vô tội mà chúng bắt về để phục vụ cho chương trình giết người mất nhân tính chỉ nhằm mục đích mua vui. Cũng trong thời gian đó, nam chính phát hiện trong túi áo mình có một con dao. Thì ra nó là của gã đầu hói đã bỏ vào cho anh. Chưa kịp dùng vũ khí thì một tên sát thủ nhào đến gần. Hắn bị Boy đánh một trận tơi bời rồi mãi mới tháo được xích ra. Tuy nhiên vẫn còn chiếc vòng biện ở cổ giữ anh lại. Anh ngã xuống rồi bị cả đám kéo đi để chuẩn bị màn tra tấn bằng búa tạ. Bất ngờ đã xảy ra khi Baso, người được nam chính cứu, đã cải trang theo anh đến đây và báo ơn bằng cách cứu ngược lại Boy. Cả đồng đội của Baso cũng nhảy ra xả súng liên tục về phía kẻ thù. Khi mọi thứ đâu vào đấy thì Baso bắt đầu kể cho anh nghe về kế hoạch của họ. Từ việc cải trang rồi vượt qua tai mắt của những kẻ canh gác, may thay kế hoạch suôn sẻ chót lọt không bị phát hiện. Dù sao thì đó vẫn là một kế hoạch điên rồ không tưởng. Boy được nhận một vũ khí tiếp sức cho nắm đấm của mình rồi cùng cả nhóm tiến vào cuộc chiến đánh đấm xả súng không chừa một tên nào. Chỉ cần đến là đón và đụng là trụng. Bà trùm áo đỏ nhìn qua màn hình sôi máu lên vì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Tên đầu hói thì cười nhạo tỏ ra sung sướng nhưng không may hắn lại để lộ việc đã đưa con dao cho Boy. Ở ngoài cả nhóm vẫn đang giết nốt những tên sát thủ còn lại. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý với tinh thần teamwork đỉnh cao. Còn tên cuối cùng cosplay thuyền trưởng đương nhiên chỉ là cái đinh so với nam chính. Anh lấy củ cà rốt trên người tuyết làm vũ khí rồi đấm một phát trục xuất gã thuyền trưởng về với kho báu của bà Lan. Mặt khác, bà trùm lén cầm súng bắn vào Boy nhưng một anh da màu đã bay ra đỡ cho nam chính đó phát đạn đó. Khá làm anh trai và phí hy sinh của anh là ba sĩ cho vai quần chúng. Tiếp theo, bà trùm liền đi qua chỗ của Baso với ý định chơi hèn bắn lén. Tuy nhiên mưu hèn kế bẩn của bà lại sớm bị nam chính phá bĩnh. Anh lao ra cứu bồ và đẩy trái dứa khổng lồ đè lên người ả ta. Sau khi đối thủ bất khả kháng liền bị anh bắt trói ngồi lên một cái ghế rồi cuối cùng là cho đăng xuất ra khỏi bộ phim. Nam chính lại đưa Baso cùng đi với mình. Anh dùng một cây rìu đâm kẻ thù rồi thêm một tên nữa. Tuy nhiên lúc này anh lại không thể bảo vệ được Baso. Thấy Baso đau có vẻ không chịu nổi nữa nên Boy liền bật công tác tàn sát đánh hạ hết bọn chúng trong nháy mắt. Thế nhưng quay lại thì thấy người bạn đặc biệt này đã mất rồi. Boy buồn bã bước đi thì gặp tên đầu hói đang nói linh tinh về cuộc đời của ông. Cậu đi vào trong thang máy và nhìn thấy gương mặt bà trùm xuất hiện trên màn hình. Anh liền cầm tờ giấy vẽ hồi nhỏ đưa lên camera rồi chuẩn bị tư thế để chiến đấu. Thế nhưng vừa mở cửa thang máy thì cả đội súng chĩa vào mình. Boy liền ngoan ngoãn đi theo trước sự uy hiếp của chúng. Khi bước vào phòng, anh nhìn thấy bức ảnh trên tường là ảnh của anh và cô em gái chụp cùng bà trùm kia. Đột nhiên bà ta liền ôm lấy anh với vẻ đầy xúc động.
Không ngờ bà ta lại nhận làm mẹ đẻ của Boy, nhưng trong ký ức của cậu hiện lên mẹ của mình là một người khác. Chính bà ta đã sát hại gia đình của anh rồi mang anh về nuôi. Thậm chí bà ta đã bắt gia đình của sư phụ rồi bắt Boy cầm súng sát hại hết người nhà của sư phụ. Cũng chính điều đó mà Boy luôn bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Sư phụ nhìn đứa trẻ thật tội nghiệp nên không nhẫn tâm ra tay. Người quyết định tha thứ cho tội lỗi mà Boy vô tình gây ra. Tiếp đến bà trùm lại bật mí nữ sát thủ từng giao chiến với Boy chính là người em gái mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu lâu nay. Tuy nhiên những lời nói của bà ta không làm lay động lòng anh một chút nào. Bà ta âm thầm ra lệnh cho cô em gái hãy giết anh mình, nhưng khi chuẩn bị cầm dìu lên thì cô lại lưỡng lự. Trong thâm tâm cô rõ ràng có một chút gì đó không nỡ vì dù sao đó cũng là máu mủ gia đình. Rồi bất ngờ cô quay lại đập thẳng vô đầu của bà trùm. Hai anh em nhanh chóng nhảy qua chỗ khác để né đạn cùng đồng lòng thoát ra khỏi chỗ này. Chỉ có hai anh em mà cân cả nguyên đội súng của đối thủ vậy mà không hề trúng cho dù là một viên đạn thật là ảo ma Canada. Đây chắc chắn sẽ trở thành một màn biểu diễn hành động với sự phối hợp ăn ý của anh trai và em gái. Sự gần xong thì có một tên mặc áo chống đạn xông ra nã đạn liên tục. Cục diện thay đổi đột nhiên, của em gái bị trúng đạn rồi lại thêm một tên dùng cả súng sáo nòng. Lúc đó hai anh em nhanh tay đẩy tên mặc phun áo chống đạn trở thành bia đỡ đạn rồi tận dụng cơ hội lao lên úp sọt lại tên nã súng. Tiếp tục lại xuất hiện thêm một đội súng khác. Hai anh em liền chạy vào thang máy trốn và may mắn thoát được. Lúc này hai người mới có thời gian đoàn tụ sau bao nhiêu năm thất lạc. Xuống tầng dưới thì thấy lính nằm la liệt từ bao giờ. Hóa ra sư phụ của Boy đã đến xử gọn hết những kẻ ngáng đường. Thế nhưng ông không chấp nhận em gái của Boy và muốn xử cô ấy. Hai người lao vào đánh nhau nhưng sức của cô cũng không thể đánh thắng được. Trong giây phút em gái gặp nguy hiểm, Boy đã quyết định ra tay với sư phụ. Anh chọn gia đình mình và tình thầy trò chấm dứt từ đây. Bắt đầu trận chiến 2-1, nhưng kỹ năng của ông thầy đã khiến cô em gái bị thương. Thấy em mình như thế, Boy quyết đấu một chọi một với sư phụ và kết quả là trò đã thắng thầy. Boy liền quay lại chỗ em gái, may thay là cô ấy vẫn còn sống. Thế rồi hai anh em dắt nhau đi về bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ lại người thầy từng tha thứ tội lỗi cho cậu và cưu mang mình. Cuối phim cho ta thấy tình anh em thật vĩ đại và không gì có thể chia rẽ được tình cảm này. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.